Tình hình là hôm nay sẽ trả nốt tình đời, đó là mình sẽ làm thêm cái hướng dẫn nữa. Hôm qua làm một cái rồi hôm nay sẽ làm nốt cái nữa để mà hết nợ đó. Thì cái liên khay nó sẽ như thế này đó, đơn giản thôi đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng Titanic, thay vì các bạn làm Titanic thường là bằng ngón này lên, thì lần này các bạn sẽ làm từ ngón út lên đó. Lên đây mình sẽ làm chậm, mình sẽ để tên từng chiếc ở cái phần mô tả clip. Bạn nào thích thì có thể đi tìm những cái hướng dẫn cụ thể của từng chiếc, còn cái này mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Đó là các bạn đẩy cho nó lăn qua đây đó, lăn lên đây, lăn từ đây lên đây đó. Sau đó khi mà cái bút lên đây thì các bạn làm Fluxonic. Fluxonic thì nó sẽ như thế này đó. Cái này mình cũng để tên chiếc ở cái phần mô tả, bạn nào thích thì có thể copy mà đem lên paste vào YouTube thì nó sẽ ra cái hướng dẫn thôi đó. Đó tức là cái đầu này các bạn đi, cái đầu đỏ khi mà trước khi quay thì cái đầu đỏ nằm ở dưới, à, khi mà quay xong thì nó sẽ nằm ở trên, và cái ngón tay nó sẽ như thế này đó. Là các bạn đẩy lên, các bạn kẹp hai này lại đó, sau đó bạn lấy cái ngón này các bạn móc cái này xuống đó, và nó để đổi cái đầu lại. Đó là Fluxonic. Sonic gì, Sonic lên xong, Fluxonic xong, các bạn Sonic bình thường. Cái này thì chắc khỏi nói tại vì này chiếc cơ bản đó, và là xong cái liên khay. Ghép combo thử cho bạn xem đó, và làm cái gì đó bá đạo đó đó đó. Xong cái end combo đồ xong. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình.